thấy buồn cười. Thì chung là em thấy game show này rất là ý nghĩa và có thể giúp đỡ những người ta đang gặp khó khăn. Thì mình thực ra mình giúp đỡ những người đang gặp khó khăn thì mình cảm thấy rất là vui đấy. Khi mà mình giúp đỡ những người, những bà con như vậy, năm nào thì mình cũng có một phần nhỏ nhỏ để chính ra để dành tặng cho những người gặp khó khăn. Hay gặp khó khăn thì mình giúp đỡ người ta rồi. Phản ứng lớn nhất của bác là cười. Thực ra cái điều đó chứ không có quan tâm lắm. Người này có người này người kia, mình làm cái gì cũng vậy thôi. Thực ra trong anti fan nó chắc cũng chỉ vài trường hợp thôi, còn rất là nhiều người ở bên cạnh mình và động viên mình. Chẳng hạn như có những lúc anh Đức đi đến một cái địa phương nào đó để mình giúp đỡ cho người ta, và khi mình về mình nhận được những cái tin nhắn ở trên Facebook, những cái tin rất là xa lạ thôi, họ nhắn một vài dòng nữa là cảm ơn cái sự chia sẻ cũng như là cái tấm lòng của mình đã đến với họ, và điều đó họ cảm thấy là đủ vui rồi. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được mời tham gia chương trình Tôi Nổi Đời. Mình cảm thấy game show này rất là hay và ý nghĩa, nên là mình nhận lời tham gia chương trình. Gần đây nhất là nói về cái chấn thương của mình thì nhân đây mình cảm ơn chú ba chủ tịch của câu lạc bộ Anh Gia Lai khi mà đã giúp đỡ mình cho mình qua nước ngoài để điều trị. Nếu mà không có chú thì bây giờ mình chắc cũng vẫn chưa thể lại thi đấu được. Bây giờ mình cảm thấy rất là rất là áp lực khi mà mình giữ trọng trách là giúp những bà con gặp khó khăn. Mình sẽ cố gắng hết sức để mang những tinh thần và vật chất cao nhất có thể dành cho bà con. Anh Đức thì hôm nay mình mới gặp lần đầu tiên, thì anh Bách thì mình cũng gặp nhiều lần rồi trong những buổi giao lưu bóng đá. Ba người chúng mình sẽ cố gắng làm sao sẽ cùng là phối hợp thật tốt để dành những phần quà cao nhất. Anh nghĩ là mỗi người chúng ta bằng cách này cách khác đều có thể đóng góp cho xã hội và có thể cho đi bằng cách này cách khác. Nhất là có một cái cơ hội được gặp gỡ bà con ở những cái nơi mà mình đã từng đi qua nhưng mình chưa cơ hội làm được cái gì đấy. Thì hôm nay chương trình đã cho Bách một cái cơ hội như vậy, Bách rất là may mắn và hạnh phúc. Chương trình mình đang đặt một cái concept nó rất là dễ thương, bởi vì mình đặt ngay ở giữa cái chợ và Bách mới đi qua thấy bà con rất nồng nhiệt đón chào nghệ sĩ, thì Bách mong là cái không khí đấy nó sẽ được lan tỏa và nó sẽ tạo được cái hiệu quả nào đó thực sự là hiệu quả để mà có cơ hội để đổi đời cho những cái mảnh đời mà chúng ta sẽ gặp trong chương trình. Để mà gọi là cái cơ hội này nó có thực sự đổi đời với những cái nhân vật trong chương trình hay không thì chúng ta còn cần thời gian để mà chứng minh điều đó. Bởi vì cuộc đời của con người thì chúng ta đều biết là nó rất là dài. Nhưng Bách cũng đã từng tham gia những chương trình tương tự như thế này, thì mình biết là có những cái số phận mà đôi khi chúng ta không thực sự nhìn sâu vào, không thực sự chạm vào, chúng ta không biết là những khó khăn mà đồng bào chúng ta đang gặp phải là nó đến mức như thế nào. Và đôi khi chỉ cần một cái cú hích, đôi khi chỉ cần một cái cánh cửa mở ra thôi, thì câu chuyện về cuộc đời của nhiều người đã rất là khác rồi. Bách tin là tất cả chúng ta đều có những cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của mình, và đôi khi chúng ta cần một cái bàn tay của ai đó, có thể về mặt tinh thần, có thể về mặt vật chất, hoặc là những cái chia sẻ về những bài học, hoặc đôi khi chỉ là những cái câu an ủi. Thì trong những cái khoảnh khắc quyết định nào đó, chúng ta đều cần bàn tay. Và anh nghĩ là nếu mình có thể là một bàn tay thì em sẽ là một điều rất là ý nghĩa.
Bách tin là ai cũng cần một bàn tay nào đó trong một cái giai đoạn. Bách và Văn Thanh thì thực ra là làm việc với nhau là nhiều nhất là Thanh đá dưới sân cỏ, Bách ngồi trên khán đài Bách xem nhiều nhất là như vậy thôi. Thực tế thì cách đây một tuần hai anh em đã có cơ hội để đá bóng với nhau trên sân, nhưng rất tiếc là cái chương trình của Bách diễn ra quá gấp, chương trình hát của Bách diễn ra quá gấp để hai anh em có thể thực sự đá bóng với nhau trên sân. Rất bất ngờ hôm nay một tuần sau thì không hẹn mà gặp thì anh em lại được gặp nhau ở đây. Đấy là một cái cơ hội, Bách nghĩ là cũng là một cái cơ hội lớn đối với bản thân mình chứ không phải là cơ hội đầu đời mà chương trình mang lại đâu. Còn với anh Đức thì anh em biết nhau rất là lâu rồi, đúng là cái cơ hội để làm việc với nhau thì lần này nó mới đến. Bách nghĩ đây cũng là một cái cơ hội đổi đời cho cả ba anh em có cơ hội kết hợp với nhau. Bách hoàn toàn tin vào những cái đồng đội của mình, bởi vì họ đã chứng tỏ bản thân mình trên sân khấu, chứng tỏ bản thân mình trên sân cỏ, nghĩa là đều là những nơi mà cần rất nhiều năng lượng, cần rất nhiều cái sự xử trí một cách khôn khéo và quyết liệt trong một cái khoảnh khắc, trong những khoảnh khắc. Và Bách nhìn những anh em của mình đang rất sẵn sàng, mặc dù trời sáng sớm từ bây giờ thì trời rất là nắng, nhưng mà nhìn thấy cái năng lượng họ mang lại thì Bách tin là sẽ vượt qua những cái chuyện này rất là dễ dàng. Bách tin tất cả chúng ta đều thống nhất với nhau là chúng ta có những cái đức tính cao đẹp của người Việt Nam, của đồng bào Việt Nam ở trong con người mình. Đặc biệt là quý vị cũng thấy là chúng ta đang trải qua một năm 2020 nó rất nhiều biến động, rất nhiều khó khăn, và Việt Nam chúng ta lại còn hứng chịu thêm rất nhiều những cái cơn bão lũ, những cái khó khăn liên tiếp chồng chất. Nhưng càng như thế thì chúng ta càng nhận thấy là những cái đức tính cao đẹp mà nó ẩn sâu bên trong con người Việt Nam chúng ta nó có cơ hội nó thể hiện ra. Thì Bách nghĩ là bằng cách này cách khác chúng ta đang rất là đề cao cái tinh thần lá lành lá rách và đùm bọc lẫn nhau của đồng bào mình, và đây là một trong những chương trình như thế, cho đi là cái cách nhận lại đẹp nhất. Và Bách mong tất cả chúng ta thêm một lần nữa càng chứng tỏ cho nhau thấy là mình thực sự may mắn và thực sự tự hào được là một con người. Văn Thanh thì đẹp trai quá rồi, anh Đức thì duyên dáng, và có hai ông đều có cái may mắn khác thường so với Bách là hai ông đều chưa vợ cả. Thì cái đấy là nói chung là anh em, mỗi anh em nó đều có một số phận cả. Thì mình mừng cho các ông là các ông chưa có vợ thôi, nhưng các ông phải mừng cho mình là mình có vợ rồi. Bách tin là dù bạn là ai, dù bạn đang có bao nhiêu tiền trong tài khoản, dù bạn đang bao nhiêu tuổi ấy, thì những cái khó khăn và những cái may mắn nó liên tiếp đến với cuộc đời mình. Và người ta sẽ nói là có khủng hoảng tuổi lên 3, khủng hoảng tuổi 30, khủng hoảng tuổi trung niên hay như thế nào đó, thì Bách nghĩ là cuộc sống của mình nó là như vậy. Nó có màu đen, có màu trắng và có cả màu xám nữa. Những cái giai đoạn nó liên tiếp đi qua trong cuộc đời mình, và cái khó khăn nó bày ra để chứng tỏ mình là ai. Những cái khó khăn nó đến để chúng ta biết là cuộc đời này nó luôn luôn sẽ là như vậy. Bách hay nói với con trai mình là mình sẽ không thể nào mà dọn dẹp hết được tất cả những khó khăn nó đến với cuộc đời mình. Mình không thể nào lường trước được những cái gì nó sẽ đến. Những cái cách mình thể hiện với cái khó khăn, cách mình phản ứng với những cái hoàn cảnh nó bước vào cuộc đời mình, nó sẽ quyết định mình là ai. Và đấy là cái cách Bách cũng muốn là luôn dặn bản thân mình đó là như vậy. Và mình không thể nào mong cuộc đời không có khó khăn cả, mình không thể nào mong cuộc đời nó không có những cái nghịch cảnh, bởi vì nó trái với mong ước của mình, trái với suy nghĩ của mình, trái với dự tính của mình. Nhưng một lần nữa, khi đối mặt với khó khăn thì mình càng hiểu là đây là một cơ hội, trong nguy thì luôn có cơ. Đây là cái cách Bách như vậy. Thời tiết ở đây đang rất là nóng và bà con ở đây rất là đông, và tất cả mọi người đều đang nóng thật để chờ đợi xem những anh em nghệ sĩ chúng tôi, anh Đức, anh Hoàng Bách cũng như là Văn Thanh cùng nhau chơi trò chơi để giành cái tiền thưởng. Hôm nay thì Đức rất là tự tin để mà giành một cái giải thưởng cao và cố gắng cao hết có thể. Tại vì ở đây đội này đầy đủ hết tất cả những người mà có kỹ năng tốt. Ví dụ như Thanh thì kỹ năng về thể thao, thể chất rất là tốt rồi. Anh Hoàng Bách cái kinh nghiệm về người đàn ông có gia đình rất là khéo léo. Còn Đức thì nói chung là mình hay đi học lớp
hỏi người này hỏi người kia, hỏi bà con đây, thì hy vọng những cái gì mà nó hơi nó về mang cái tính khéo tay chút xíu thì Đức nghĩ là mình sẽ làm tốt khi mà được mời cho tham gia chương trình Cơ hội đổi đời. Đấy là có chương trình ý nghĩa đối với Đức, mình rất là ăn máu khi đi mà làm dành cái giải thưởng cho cái hoàn cảnh khó khăn, thì Đức rất là sung và hy vọng là sẽ giành được cái giải thưởng càng lớn càng tốt. Có trong cuộc sống đâu ai tránh khỏi được những cái lúc mà mình bị rơi vào cái hoàn cảnh nó hơi éo le tồi tệ một xíu đâu, nhưng mà bản thân anh Đức luôn luôn là mình cố gắng mình làm sao cho cái hoàn cảnh đó nó bớt éo le, bớt khó khăn đi một chút xíu. Thì mình cũng sẽ, thứ nhất là mình tự có một cái tinh thần tốt, mình suy nghĩ tích cực, và bên cạnh đó thì cũng có những cái người bạn thân luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ mình. Tiến hành thì cũng có giúp rất là nhiều, cả rất là nhiều mặt nha, cố gắng hết sức đó, nhưng mà thấy chưa tới đâu, thôi để tự lực cánh sinh đi. Phải nói là một cái áp lực khi mà mình mang một cái trọng trách giúp đỡ cho người khác mà mình phải vượt qua rất là nhiều khó khăn, trở ngại của chương trình đặt ra, rất là áp lực. Mình thấy bây giờ mình buồn lắm, và ước gì cái áp lực đó, mình cái khó khăn nào mình có thể vượt qua hết, nhưng mà ước gì là các nhà tài trợ á rót giải thưởng nhiều lên thì khó khăn cỡ nào tôi cũng vượt qua được hết nha. Trong cuộc sống mà mình nắm giữ cơ hội của người khác hả, bây giờ suy nghĩ thấy cũng chưa đến nỗi nào đâu. Hy vọng là mình sẽ có cái cơ hội nắm giữ cuộc đời của một người khác, là mình nắm giữ cái kiểu như là chuyện cơm nước hàng ngày của người ta nè, rồi người ta đi đâu về đâu nè, mình nắm hết những cái đó, rồi mình nắm luôn cả cái chuyện là làm tài xế của người ta nè, rồi làm này nội trợ cho người ta nè, rồi làm bảo vệ vệ sĩ cho người ta luôn. Thì rất là muốn một ngày gần đây nhất mình sẽ có cơ hội nắm giữ một cái vận mệnh của một người phụ nữ nào đó trong cuộc đời mình vậy thôi.